Chào mừng bạn đến với kênh YouTube Bản tin 24 giờ. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ. Kỷ lục gia Joseph Serkunlin thua sốc ở nội dung sở trường. Niềm hy vọng số 1 của bơi Singapore tại Olympic Tokyo 2020, đồng thời là kỷ lục gia thế vận hội Joseph Serkunlin thất bại ngay vòng loại nội dung nam 100m bơi bướm sở trường. Cụ thể, Joseph Sarkun Linh chỉ đạt thành tích 53 giây 12 ở đợt thi vòng loại nội dung nam 100m bơi bướm diễn ra chiều ngày 29 tháng 7. Kém xa kỷ lục Olympic do chính anh đang nắm giữ là 50 giây 39, lập tại Olympic Rio năm 2016. Với thành tích vừa nêu, kinh ngư số 1 của đội tuyển bơi Singapore không thể giành quyền vào bán kết nội dung sở trường của mình, thậm chí, Sarkun Linh chỉ về thứ mùng 8 tháng 8 vận động viên dự tranh đợt thi thứ năm thuộc vòng loại nội dung này, ngoài sờ Kun Linh, một vận động viên khác là Qua của Singapore cũng bị loại sớm, do chỉ đạt thành tích 52 giây 39. Năm ngoài nhóm 16 kình ngư đạt thành tích tốt nhất ở vòng loại nội dung bơi 100m bơi bướm, để vào bán kết, ở kỳ thế vận hội cách nay 4 năm. Sir Kun Linh tạo nên kỳ tích cho thể thao Singapore khi lập kỷ lục Olympic, cùng với việc giành tấm huy chương vàng đầu tiên cho thể thao đảo quốc sư tử tại một kỳ thế vận hội. Tuy nhiên, Đến năm nay, siêu kình ngư của Đông Nam Á này lại không có phong độ tốt, dù anh đang ở vào độ tuổi sung sức nhất của sự nghiệp vận động viên đỉnh cao, 26 tuổi. Trước khi thất bại ở nội dung sở trường 100m bướm, sờ Kun Linh cũng không thành công ở nội dung 100m bơi tự do Nam cách nay 2 ngày. Sau khi thua sốc ở nội dung mà mình đang nắm giữ kỷ lục Olympic, kình ngư người Singapore Chua Chat cho biết tôi chắc chắn không muốn cuộc thi kết thúc như thế này. Trước đó, khi thua ở nội dung 100m bơi tự do Nam hôm 27 tháng 7, Sir Kun Linh từng lý giải. Đối với tôi, nội dung bơi tự do luôn không mang về thành tích tốt. Tôi chờ đợi những gì sẽ xảy ra trong hai ngày nữa, ngày thi đấu nội dung sở trường 100m bơi bướm của anh. Mặc dù vậy, điều mà Sir Kun Linh chờ đợi lại kết thúc không trọn vẹn. Sau thất bại của Sir Kun Linh trên đường đua xanh, đoàn thể thao Singapore chỉ còn kỳ vọng ở nội dung đồng đội nữ trong môn bóng bàn, thiện nhân.